Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhá. Và ngày hôm nay thì là trước mắt các bác đây thì là em có về được những cái mẫu mới của vàng X12. Nó chính tên là vàng X12 Pro các bác nhá. X12 Pro, và đây em nói luôn là hàng nội địa của China. Hàng nội địa các bác nhá. Hàng nội địa thì hàng mới. Thì cái phiên bản này thì nó có hai màu, một là màu đen, hai là màu gold các bác nhá. Thì cũng như các bao những cái dòng X12 khác thôi, thì nó vẫn được sở hữu một con chip, đó là con chip analog device 21489 thôi nhá. Thì nó vẫn được giữ nguyên bản tất cả mọi thứ, là linh kiện nó làm rất là xuất sắc các bác nhá, rất là chất đó, rất là đẹp, và giá thành thì vô cùng hợp lý cho các bác luôn. Thì ở trong video này, người bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác quay điện thoại trực tiếp giúp em cơ sở 2 các bác nhá. Các bác đi qua kênh nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhá. Đó, và xem giá cả sẽ báo đầy đủ cho các bác ở trong này luôn, để các bác đỡ phải hỏi đi hỏi lại các bác nhá. Vâng, thì sơ lược qua những bác nào chưa biết về những dòng X12 thì em trả lời các bác là đây là một dòng vàng X cao cấp nhất trong dòng X thôi nhá. Đó, X12 là cao cấp nhất trong dòng X rồi, nó là một cái phiên bản nó chạy rất là hoàn thiện. Thứ nhất là nó đầy đủ cho các bác các ngõ vào như cổng đồng trục này, cổng quang này thôi nhá, các ngõ vào như ngõ AV này. Đấy, các linh kiện của nó thì làm rất là chất chát, từ cái đường mic rồi là những cái thiết bị làm rất là chất chát, mạ rất là đẹp, đúng không ạ? Linh kiện thì sử dụng rất nhiều linh kiện cắm rất là cao cấp. Đấy, chip thì chạy chip analog device 21489. Đấy, đời cũng cao nhất nhì rồi các bác nhá. Đấy, linh kiện làm rất là xịn sò. Đấy, các bác nhìn chưa, rất là đẹp các bác nhá. Đấy, các ngõ ra thì gồm hai cổng chính này, một cổng center, một cổng sub và hai cổng sub-down. Đó, và có cả ngõ thu âm luôn. Đấy, mic thì gồm 4 mic. Đấy, 4 mic đằng sau, cắm rất là tiện lợi các bác nhá. Con này nó chạy 2 mic riêng biệt, không nhá, 2 mic riêng biệt. Thế là các bác thoải mái để căn chỉnh những cái ứng. Và phần mềm của nó thì đây các bác nhìn ra đấy, nó là một dòng phần mềm đời mới của một bình chạy phiên bản 10.1, không nhá. Đấy, các bác nhìn đấy, tất cả các dynamic equalize rồi là effect rồi là đấy, rất là chất các bác nhá. Đấy, ngay bây giờ em sẽ test các bác những cái tính năng của nó luôn. Đây, mình test echo nhá các bác nhá. Đấy, cơ cơ lên 1 2 6, lên 2 6, 1 2 3 4 5 6, lên 2 6. Echo nó chạy 2 delay, nó rất ngọt các bác nhá. Và các bác nếu mà còn muốn chỉnh sang phần dì vật, em cũng cài sẵn rồi, thì các bác chỉ cần bấm cái là sang dì vật 2 6, 1 2 2 6, lên 2 6, 1 2 2 3 4 5 6 7, lên 6. Đấy, rất là tiện các bác nhá. Và khiển của nó thì nó gồm rất nhiều cái chức năng các bác nhá, gồm rất nhiều cái chức năng để cho các bác lựa chọn các cái mốt, rồi là cho chọn to nhỏ rồi mọi thứ, rất là tiện các bác nhá, rất là tiện đó. Các bác nhìn chưa, rất là chất các bác nhá. Đấy, và giá bên em để cho các bác giá là 3.400.000 đồng các bác nhá, 3.400.000 đồng bên em bao ship cho anh em và bảo hành cho anh em 6 tháng. Tất cả những hàng này hàng nội địa bên em nhập về thì bên em có bảo hành cho em giá 6 tháng các bác nhá, bao ship cho anh em tận nơi và bảo hành cho em 6 tháng. Đấy, con này có cổng quang đầy đủ các bác nhá, chạy chip đời cao, đầy đủ eco dì vật, nó chống hú 3 cấp. Con này thì nó đỉnh của đỉnh rồi, không phải suy nghĩ các bác nhá. Và giá thành bên em để cho các bác giá rất phải chăng hợp lý cho anh em luôn. Đấy, rất là vừa miếng các bác nhá. Những bác nào có nhu cầu mà nâng cấp những cái dòng đời cao thì đừng nên bỏ qua những cái sản phẩm như thế này. Chất lượng của nó rất là xịn sò, hàng nội địa các bác nhá, hàng nội địa này là rất là ok luôn. Đấy, các nút rất xịn sò. Bác nào thích màu gold thì lấy màu gold, còn bác nào thích màu đen thì lấy màu đen. Nói chung là màu nào bằng tiền nhau hết thôi, bên em không có phân biệt màu. Đấy, màu nào cũng như nhau hết các bác nhá. Bên em đang bán cho anh em giá là 3.400.000 đồng một cây này, bên em bao ship cho anh em và bảo hành cho em 6 tháng. Đấy, vật con này thì nó quá hay rồi, đúng không ạ? 2 6, 1 2 2 6, rất đặc chất không nhỉ, rất chất. Còn nó giữ echo này thì nó chạy 2 delay nên là những bác nào mà căn chỉnh biết một chút về những dòng 2 delay thì chắc chắn là tiếng nó sẽ hay hơn. 2 2 6 7 6 6 7 6 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
cầu alo trực tiếp bên em các nhá.